đây là thị trường của Hàn Quốc thôi. Tới đây là 3 giờ 13 phút. Và chúng tôi phải đi cái cổng này. Đó. Đó. Oh, security. Đây, nhìn mấy cái cổng này về mình nha quý vị. Đó, nó có cái đường chỉ là cái gate nào là mình đi, là mình đứng đây nè. Đây là những cái chỗ bán đồ sâm nè. Đó, sâm Hàn Quốc nè. Thuốc lá nữa nè. Nước tự động khác với Mỹ. Đây là những chỗ bán rượu, chỗ bán rượu mì nè, tổ yến nè, bánh kẹo gì nè đó, mua quà đem về. Phê Starbucks nè, làm từ thiện nè đó, ai muốn cho gì cho tiền Hàn Quốc. Đây là cái chỗ information, mình có thể hỏi người ta hướng dẫn mình đi đúng cái gác của mình. Kế bên là những chỗ bán giỏ đó. Đây là mỹ phẩm nè đó. Cái cổng mình đi còn dài lắm, thấy nhỉ. Đây, bữa nay sân bay của Hàn Quốc sửa lại khá là đẹp đó. Đồng hồ Omega kia đó kìa, đây nè, Fendi nè. Quý vị thấy không, Hàn Quốc sang không, lan thiệt đó nha quý vị, không phải lan dởm đâu nha, lan thiệt nè, bông sai thiệt luôn à. À, đây là cái chuyến bay mà tụi em sẽ lên để bay về Việt Nam đây, Korea Airlines. Hôm nay thì xui cái là bị delay mất chắc khoảng 20 phút thì thôi, lên đường về tiếp tục. Ở đây bắt đầu hơi đuối đuối rồi, kiếm chỗ ngủ giấc rồi đó. Em đã đến phi trường chỗ Hàn Quốc, bây giờ đang chờ tới 2 tiếng nữa mới lên máy bay về Việt Nam. Đó, tới đây khỏe rồi. Đây, mình sẽ đi trên chiếc máy bay như thế này đây, đi về Việt Nam mọi người, của hãng Korea Airlines. Rồi, tí lên máy bay mình sẽ quay tiếp ha. Giờ dừng đây.